Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, những ngày qua tại thành phố Nha Trang vẫn có mưa, biển động do ảnh hưởng của bão số 9. Đặc biệt từ đêm 18 và rạng sáng ngày 19 tháng 12, sóng biển ngày càng lớn dần, đoạn từ sân bóng Thanh Niên kéo dài đến ngã ba Làng. Tuy nhiên, một số người dân vẫn vô tư tập thể dục gần khu vực sát biển rất nguy hiểm. Nay mưa lớn và ảnh hưởng bão nè. Mấy bữa trước là dân nó tắm có đông không? Đông chứ. Đông là do cái này là do cắn cơn bão số 9 nè. Theo người dân địa phương, mấy ngày trước biển êm nên nhiều người dân tập trung xuống tắm biển và tập thể dục. Trong hai ngày qua sóng lớn, một số người xuống tắm nên rất nguy hiểm, phớt lờ cảnh báo và mất an toàn. Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành cắm các biển báo tại các bãi biển nghiêm cấm du khách tắm biển và neo đậu tàu thuyền trú ẩn an toàn. Điều đáng nói, khu vực Nha Trang có một số dòng nước xoáy chảy khác nhau nên đề nghị người dân hạn chế tắm biển và tập thể dục ngay thời điểm này. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão số 9 cách Bình Định khoảng 245 km, cách Khánh Hòa khoảng 260 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 14 đến 15, 150 đến 185 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h.